Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe Kia Sonic này, Merge King này, S150, 155 ABS, Moto BC1 này, Finner V3, V4 nha. Và một số dòng khác thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay có ông Trang hỗ trợ giới thiệu của mình. Hello, xin chào mọi người. Thì lại là clip mới này. Chúc mọi người đón trên lễ mới thì gặp được nhiều may mắn cũng như là sức khỏe này. Khi mà mua xe thì sẽ được giảm mềm, đặc biệt hơn trong tuần lễ hiện tại sẽ giảm rất là nhiều dòng xe nha mọi người. Rồi, ok, đối với dòng đầu tiên nha mọi người, dòng xe Kia. Thì đối với dòng này nha mọi người, giá đang rất là mềm và đặc biệt vừa nhập được một lô mới về mọi người. Như bên cạnh Trang đây là một em màu xanh. Xanh này Trang đi kèm bánh xanh nha mọi người luôn nha. Giá nó cực kỳ là mềm, anh này chỉ có 40 triệu đồng thôi nha mọi người. Đúng rồi, cho bản xe Kia phiên bản này gọi là bản Việt Nam nha. Ngoài ra đó còn hỗ trợ sơn đồ màu 3D cho mọi người, như em này gọi là xanh lục bảo. Nói về màu xanh thì gọi là sơn được quá trời xanh luôn. Mọi người có thể sơn lên từ xanh dương này, xanh lục bảo này, xanh rêu, gọi là xanh rất là nhiều màu xanh, xanh candy mà không có cần phải tốn phí đổi màu luôn đó mọi người. Tại vì carpet của nó sẽ là màu xanh ha. Cho nên là mọi người thích sự hỗ trợ sơn đồ màu nào cho mọi người thì mọi người cứ nhắn tin liên hệ để Trang hỗ trợ sơn màu theo yêu cầu của mọi người nha. Đó, rồi. Xanh này. Ok. Sonic nha. Sonic em một em bên cạnh Trang đây thì màu đen. Đen bánh đỏ nha mọi người. Em này sẽ là 47 triệu, vừa nhập về được một vài em. Sẽ có cả trắng đỏ, mâm đỏ nữa. Cũng 47 triệu đồng luôn nha cả nhà. Đó, về chi tiết gửi mẫu thì Trang sẽ gửi mẫu cho mọi người. Giá chỉ có giá là 47 triệu đồng thôi nha, bao gồm VAT ha. Merge King. Merge King nha mọi người, một phiên bản mẫu mới của năm 2024 mới về. Đầu của nó sẽ là màu xám nha mọi người. Theo mọi năm thì đầu của nó sẽ là màu đỏ, nhưng mà năm nay mới về ra mắt bản màu là màu xám, đầu xám nha mọi người. Cũng đang rất là hot. Trang thấy bản này cũng đang rất là ưa chuộng nha. Thì đối với bản này Trang để giá cho mọi người luôn, chỉ còn thời điểm hiện tại nha mọi người. Để cho mọi người một chiếc là chỉ có 44 triệu đồng thôi. Bản nhập khẩu Indonesia luôn. Giá cực kỳ hời cho nên mọi người nên cân nhắc mua tại thời điểm hiện tại nha. Có một vài luôn trước để mọi người có thể gắn tem hay làm gì tìm mọi người luôn này. Rồi, S150. Phân khúc kém không kém cạnh đó là S1550 của phiên bản Việt Nam. Thì về màu thì rất là nhiều. Nói chung là bên cửa hàng Trang thì kho xe thì trưng rất là nhiều xe luôn. Nhưng mà tại bên cửa hàng thì hơi nhỏ cho nên là Trang sẽ trưng được một vài chiếc, ở bên cửa hàng Trang không có thể trưng đủ màu được. Cho nên là về những cái màu xe thì bên Trang đều full hết, cho nên chi tiết thì cứ gửi mẫu mình thích thì gửi qua Zalo cho Trang để Trang tư vấn kỹ cho mọi người hơn. Đối với hai em này nha mọi người, cập nhật giá mới nhất cho mọi người sẽ là 41 triệu đồng nha. Sẽ có rất là nhiều màu cho mọi người lựa chọn luôn. 41 triệu đồng ha. Rồi, S155. S155. Thì hiện tại bên cửa hàng Trang thì sẽ đầy đủ phiên bản từ năm 2023, 2024 cho cả nhà luôn. 2023 khóa thường sẽ là 41 triệu đồng một em. Còn đối với Sienna Smart K này, hai em này, những em này đây là đang trưng trước mặt mọi người, đây là những phiên bản lên từ con Smart K sẽ là 44 triệu đồng nha. Góp thì đối với dòng này mọi người đưa trước giúp Trang cửa từ 5 triệu đồng, một căn cước công dân đủ 18 tuổi là mọi người đã có thể đứng tên mua góp được rồi. Mọi người hỗ trợ không trả trước cho mọi người khi mà đã góp tốt ngân hàng Home này, hoặc là đã có điểm tín dụng tốt tại tất cả các ngân hàng thì làm hỗ trợ rất là dễ đầu. Nói chung là đã có hồ sơ góp trước hoặc là chưa mua góp thì từ đủ 20 tuổi thì rất là dễ đầu. Còn ví dụ mọi người mà dưới 20 tuổi, 18 tuổi nha mọi người, thì mọi người có ba mẹ bảo lãnh đứng tên dùng cho sẽ hỗ trợ rất là dễ nha mọi người. Ok. Rồi. Một phiên bản đang rất là hot này. Màu xám bánh đỏ. Đúng rồi, con xám đỏ này mọi người. Con xám bánh cam này thì rất là hot trong cái gọi là năm 2023 vừa qua luôn nha mọi người. Và hiện tại bên cửa hàng Trang cũng chỉ còn vài em thôi. Nên mình mua thì mình nhanh tay liên hệ trước nha. Rồi, đối với em này Trang để cho mọi người giá ưu đãi. Trong tuần lễ này chỉ có giá là 46 triệu đồng thôi nha. Rồi, con phiên bản màu trắng ngọc trai này, trắng RC. Con này một mẫu tem nha mọi người. Rồi, em này cũng chỉ có giá là 44 triệu đồng thôi. Hoặc một phiên bản xanh này gọi là xanh tem xanh luôn, hỗ trợ lên bánh xanh cho mọi người này. Em này cũng chỉ có giá là 44 triệu đồng nha cả nhà. Rồi, xanh GB cũng không kém cạnh nha mọi người, còn một vài chiếc thôi. Ngoài ra đó em này đồ phụ cho mọi người luôn, đồ bánh cho mọi người, đồ nguyên dàn bánh này thì Trang sẽ hỗ trợ giảm giá cho mọi người là 50%. Còn đối với màu này sẽ là 44 triệu luôn ha. Rồi, đen nhám 44 đồng giá cho cả nhà luôn. Màu cực kỳ là hot này. Nên mua nha mọi người, tránh thủ mua màu ẹt thì cũng không còn nhiều đâu. Tại vì khách hàng sẵn rất là nhiều. 55 ABS. Rồi, qua tới phiên khúc A155 ABS nha mọi người. ABS như thế này đây sẽ có giá là 47 triệu đồng cho phiên bản CBS này, còn 49 triệu đồng cho ABS này mọi người. Góp duy nhất trong này giúp Trang cũng từ 7 đến 10 triệu là nhận xe rồi. BC1 dòng này sẽ là 29 triệu nha cả nhà. Bao gồm VAT nhá. Rồi. 29 triệu đồng thôi. Windows V3, rồi. V4. Cập nhật cho mọi người mẫu mới Windows V3 và Windows V4 cho cả nhà luôn. Windows V3 sẽ là 33 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn và 36 triệu đồng cho phiên bản ABS giống như màu HRC như thế này đây này mọi người.
HRC tem vàng đồng và HRC tem đen. Đó, hai em này sẽ đồng giá cho mọi người là 36 triệu đồng. Còn ví dụ mà anh em mình mà thích phiên bản mới Winner V4 này, không sao đâu. Winner V4 thì đối với là dòng này nha mọi người sẽ là 36 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn CBS, còn đối với mẫu ABS như thế này đây sẽ có giá là 39 triệu đồng này mọi người nha. Ok. Bao gồm VAT hết rồi nha. Bao nhằn vào đi. Rồi, Vario nha mọi người. Khóa thường bản nhập khẩu Indonesia sẽ là 36 triệu đồng một em. Còn đối với mà siêu nặng Smart Key sẽ là 39 triệu đồng nha. Vision cũng giá dao động sẽ là từ 30.500 cho tới là 37 triệu đồng tùy phiên bản nha. Thích mua màu nào thì bên trang đều sẵn có cho mọi người. AB thì AB 125 thì giá sẽ từ 40 tới 40 a 4 triệu đồng, còn AB 150 thì sẽ từ 47 tới 63 triệu đồng một em, tùy 57 tới 63 triệu đồng một em, tùy màu tùy giá. À, nhớ là khi lên cửa hàng gặp Trang bảo có liên hệ Zalo trước với Trang, hoặc là được Trang gửi định vị cửa hàng khi tới đây thì Trang sẽ giảm giá cho mọi người. Giá áp dụng khi đã có liên hệ trước cho cả nhà ha. Rồi, ok, thì đó là giá xe, anh em nào mua thì chịu khó liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip, xin chào.